Từ nhiều tuần qua, phong trào xây dựng các vùng xanh trong phòng chống COVID-19 đang được các cấp ủy, chính quyền và đông đảo người dân trên địa bàn huyện Hòa Vang hưởng ứng tích cực. Một trong những điển hình đó là thôn 5 của xã Hòa Khương. Trong khi huyện Hòa Vang vẫn thường ghi nhận các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thế nhưng cho đến thời điểm này, vùng xanh của 5 thôn, xã Hòa Khương vẫn an toàn. Để giữ được pháo đài này, tổ COVID-19 cộng đồng của thôn đã phân công các thành viên của tổ chịu trách nhiệm theo dõi sát sao công việc, lịch trình đi lại của các gia đình theo từng cụm dân cư được giao phụ trách. Cái tổ trưởng, cái tổ COVID này là phát cho mỗi cái tổ nhỏ dưới là phụ trách mấy hộ là một quyển vở và ghi cái số hộ, số khẩu, số người làm ăn những việc gì và số điện thoại hết. Đó. Để cho thôn dễ biết được cái những người đó đi ở từ vùng mua gì và biết được đi đâu đến đâu. Ngoài 5 chốt cứng ở các tuyến đường phụ và túc trực nghiêm tại chốt kiểm soát dịch ở tuyến đường chính vào thôn, những ngày qua, tổ COVID cộng đồng cùng các tình nguyện viên của thôn phải tất bật lo cuộc sống người dân để đảm bảo ai ở đâu thì ở đó. Tình hình các bạn rất là năng nổ và hăng hái, tại vì mình đã tuyên truyền trước cho mấy bạn biết, cũng như là vận động viên các bạn biết được là cái trách nhiệm mà cũng như là cái vai trò của thanh niên chúng ta rất quan trọng trong cái chiến dịch COVID lần này. Mặc dù thôn 5 xã Hòa Khương có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, khi toàn thôn có tới 559 hộ gia đình, trong đó có hơn 30% dân số đi làm ăn xa, nhưng với quyết tâm cao của ban điều hành, tổ COVID-19 cộng đồng và sự đồng lòng của toàn dân, nên đến nay dù đã qua nhiều trận dịch, nhưng thôn 5 vẫn an toàn trước dịch bệnh COVID-19.